Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Có một vài cái ý kiến là sau những cái lời cảm ơn thì có một số bạn nói là tôi nên nói thêm về cái cuộc sống và cuộc đời. Thì hôm nay tôi cũng dành một số những cái thời gian nhất định, tôi không có chuẩn bị sẵn, tôi đi làm về trễ quá, nên là tôi sẽ nói những cái mà tôi đang suy nghĩ trong đầu thôi. Nghe một đoạn nhạc như là cái đoạn này trên cái phần âm nhạc miễn phí của YouTube, thì tôi thấy cái tiếng piano rất là hay, có gì đó mà nó làm mình phải suy nghĩ. Rồi tôi kiểu như là nó không buồn, không vui, không vì bất cứ một mục đích nào cả. Không có một cái sự oán hận bất cứ người nào ở trong cái dòng giai điệu này. Và cũng không có một cái mưu cầu hay là cái vụ lợi bất cứ điều gì cho cái đoạn mà tôi sắp đăng tải lên trên kênh YouTube. Tôi cũng không biết làm sao mà cái người nghệ sĩ này họ có thể chơi được một cái đoạn piano mà tôi cảm thấy đồng cảm đến như vậy. Cái điều mà tôi muốn gửi gắm vào trong cái chuyện này là suốt ngày hôm nay thì tôi rất là buồn. Cả ngày hôm nay tôi đi làm thì tôi nghe những cái câu chuyện rất là sốc. Ví dụ như là có một người trong công ty không có thân lắm, dĩ nhiên là biết thôi. Thì tôi hay ăn trưa với đồng nghiệp của tôi, là cái đội quay phim của tôi, là gồm có Long Dragon và bạn Bob Record, là bạn Vũ Mạnh Nhật. Thì bên trái sẽ có một cái bạn tên là Dũng, và có một người vợ sắp cưới rất là xinh xắn ha. Thì câu chuyện chỉ ngừng lại đó thôi. Thì sau những cái ngày dịch mà bắt ở ba tại chỗ lại công ty á, thì người ta cũng, công ty người ta cũng cho về nhà là an toàn rồi ha. Thì hai vợ chồng đó mới đi xe máy 5 giờ sáng đi về nhà. Thì câu chuyện này rất là thương tâm, bởi vì họ sắp cưới rồi, nhưng mà họ gặp một cái tai nạn rất là tàn khốc ở trên quốc lộ, và cái người chồng mất thì chỉ còn người vợ thôi. Tôi chia sẻ với các bạn chỉ câu chuyện của cái cặp đôi này thôi. Tôi với lại những người bạn của tôi thì cảm thấy mình rất là ích kỷ. Tôi cảm thấy tôi rất là ích kỷ thôi. Ví dụ như là cái anh bạn đó thì không có làm gì tôi hết á, nhưng mà tại vì những cái hành động của anh ta thì là mình cũng không thích lắm. Một người đã mất rồi cho nên tôi cũng không dám nói nhiều, tôi chỉ nói về cảm xúc của tôi. Thì là đó là một bài học rất là lớn cho tôi, là bởi vì tự nhiên cái mình không thích người ta, đó là một cảm xúc có thật. Và khi mà người ta mất rồi thì tự nhiên mình lại buồn, thì mình lại cảm thấy hối hận với cái điều mà mình đã dành cho người ta, mình cái điều mà mình nghĩ về người ta một cách không tốt, mặc dù người ta không có làm gì mình hết. Đó là một trong những điều mà tôi suy nghĩ được thông qua cái giai điệu này. Rồi tôi muốn thông qua cái giai điệu này viết một vài cái giai điệu của riêng tôi, hoặc là hát một câu gì đó. Nhưng mà thực chất là không thể nào hát nổi, không thể nào hát được. Chỉ biết là cái sự mất mát của cái cô gái đó quá lớn, và của cái anh chàng đó cũng quá lớn, và những người thân còn lại cũng quá lớn. Rồi sau đó thì tôi suy diễn tới tôi và người thân của tôi và những người bạn của tôi. Thì không có một cái sự mất mát nào mà không đau đớn hết. Cho nên là thông qua những cái điều mà tôi kể, những cái điều này, thì tôi muốn gửi gắm tới cho tất cả những người nghe tôi.
và những người đang theo dõi cái kênh YouTube của tôi một cái điều nhỏ xíu thôi, đó là mình hãy yêu thương khi còn có thể. Cái đoạn này nó giống như một đoạn nhật ký âm thanh mà tôi dành cho tương lai vậy, cho những người thân của tôi. Vì không phải nói xui nhưng đâu biết được đâu. Vì bạn biết không, là bây giờ mà tôi muốn nghe lại giọng của ba mình đâu có nghe được. Rồi một số người giống như tôi nữa, bây giờ mà mình muốn nghe lại giọng ông nội của mình hay là ông ngoại của mình, sao bạn nghe được? Bạn chỉ mơ hồ rồi bạn hình dung ra thôi. Vậy nếu mà bạn có cái thiết bị gì đó mà bạn thu âm được tiếng của người thân của mình hay là hình ảnh gì đó, bạn nên làm đi. Và đừng có sợ người ta quy chụp bạn là ôi sao cái gì cũng mang đăng lên mạng xã hội, cái này phải đăng lên mạng xã hội sao, cái kia cũng phải đăng lên mạng xã hội sao. Không, dĩ nhiên mạng xã hội nó có hai mặt của nó. Nó sẽ có một mặt, mặt dành cho mình và mặt dành cho người ta. Thì tôi nghĩ là tất cả chúng ta hãy dành cái gì đó cho mình đi, để mà còn có thể dành cho nhau những cái lời yêu thương. Đừng có nghiêng về bất cứ một cái lý do gì mà ở ác với bất cứ một ai. Và thông qua cái câu chuyện của cái anh Dũng đó thì tôi chỉ biết gửi gắm tất cả những cái điều này dành cho chính tôi và dành cho những người thân yêu của tôi thôi. Tôi xin chúc tất cả những người nghe tôi và những người yêu mến âm nhạc của tôi một cái sức khỏe và gia đình thật là an lành. Và chúng ta hãy yêu thương nhau, chúng ta hãy quý mến nhau, thăm hỏi nhau khi còn có thể. Xin chân thành cảm ơn.